một sự kiện công nghệ quan trọng đến Hàng Lại Lên vào ngày 16 tháng 6 2016 là ngày hội Cloud 8 lần thứ 6 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Vinasys phối hợp tổ chức tại Grand Palace Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay ngày hội của giới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện toán đám mây ở Việt Nam có chủ đề thời thượng mà rất đặc trưng, đó là Internet của vạn vật, mọi vật đều trên cloud, Internet of Things, Everything on cloud. Ban tổ chức cho biết Cloud 8 năm nay thu hút 30 đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia và 500 đại diện doanh nghiệp trong và ngoài ngành công nghệ thông tin cùng tham dự và tìm hiểu những dịch vụ, phần mềm, ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây. Ngày hội Cloud 8 lần thứ 6 2016 này được chia thành chuỗi hoạt động ngày và đêm. Trong đó Cloud 8 Day gồm triển lãm, hội thảo, chương trình chăm sóc khách hàng, ký kết hợp tác và giờ vàng công nghệ. Còn Cloud 8 Night đem đến những chia sẻ thú vị với chủ đề Sharing Cloud Knowledge được các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực cloud computing và hơn 100 CEO, CTO đến từ các tập đoàn lớn trên cả nước.
các quý vị đến với chương trình Lao Tám lần thứ 6 ngày hôm nay. Sư phụ! Chưa có nhậu. Vâng. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn mọi quý vị đã có một ngày dài với Lao Tám. Và xin cảm ơn quý vị. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến HCA, đơn vị đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và xin chân thành cảm ơn VNPT hay có chị Khánh Linh ạ. Dạ, xin cảm ơn đơn vị VNPT rất là nhiều. Xin cảm ơn thank you to OpenSIS who support us a lot. Và xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, những người đã cùng với chúng tôi tổ chức chương trình Lao Tám thành công. Và chương trình chắc chắn sẽ có rất là nhiều điểm sai sót. Và tôi xin thành thật xin lỗi tất cả các anh chị. Vâng, để mở màn cho chương trình tiệc tối ngày hôm nay, tôi xin phép mời anh Vũ Anh Tuấn là tổng thư ký của HCA lên có lôi lời chia sẻ. Xin mời anh Tuấn. Vất vả trong ngày hôm nay, thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì thứ nhất là sức khỏe của người, thứ hai là tôi cũng chúc mừng sự kiện lần 6, lần 8 thành công, và cũng rất mong là với sự đồng hành của các doanh nghiệp trong mảng cloud hosting cùng với NASA và Vinasit, chúng ta sẽ tiếp tục những năm sau chúng ta làm những chương trình nó hoành tráng hơn, rộng hơn, lớn hơn, nhiều người hơn. Đặc biệt là chương trình chúng ta luôn luôn mong muốn là đem đến cho người dùng đầu cuối những sản phẩm sạch nắng tốt, và thông qua những đơn vị hosting thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái sản phẩm dịch vụ để chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng, và chúng ta gia tăng được cái doanh thu của mình lên năm sau nhiều hơn năm trước. Và hội khuyến học thì cam kết luôn đồng hành cùng tất cả các doanh nghiệp công nghệ đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh, và đạt được gì thì chúng tôi sẽ làm điều đó để giúp cho từng khối doanh nghiệp một mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và phát triển. Và chúng ta cứ đến hẹn là đây chúng ta gặp nhau và mỗi lần gặp bắt tay và chia sẻ là năm nay doanh thu của em nhiều hơn năm trước, khách hàng em nhiều hơn năm trước, như thế là rất là vui, chúng ta có thể có cái động lực để chúng ta phát triển. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn Vinasit thì cũng luôn luôn là đồng hành cùng với hội, như anh Cường là vừa là ủy viên ban chấp hành, cũng gắn bó chặt chẽ với hội trong rất nhiều chương trình, và ở đây cũng rất nhiều đơn vị. Và tôi học cũng luôn luôn là chào đón tất cả các anh chị, các bạn, các công ty trong và ngoài hội đến với hội trong tất cả các chương trình sự kiện. Nhưng mà chúng ta phải hình thành nên sản phẩm tại Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng trong câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện gắn kết của tất cả các lĩnh vực để mà hình thành nên những chuỗi cung ứng đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất tại Việt Nam, sẽ giúp cho các anh chị ở đây, các đơn vị của chúng ta tìm thấy tiếng nói chung, và chúng ta cùng thống nhất trong một cái phương châm hoạt động, hành động trong năm tới để mà Điện Tám năm nay phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vâng, tôi xin được phép giới thiệu những đơn vị hiện đang ngồi đây, là những đơn vị thuộc đồng hành của cái lĩnh vực cloud. Lĩnh vực cloud thì nó liên quan đến rất là nhiều thứ khác nhau, từ phần cứng, phần mềm đến hạ tầng. Và chắc là để bắt đầu chúng ta cũng đói lắm rồi, thì cũng xin phép là các anh chị có thể giới thiệu rất là ngắn gọn về công ty và về vai trò của mình trong cái ngành công nghiệp cloud này. Chắc là xin bắt đầu từ chị Vinh ạ. Cảm ơn Mạnh Cường. Kính thưa tất cả các anh chị, thì thực ra để nói về cloud thì thực sự là ở đây không dám múa rìu qua mắt thợ, bởi vì ở đây toàn là các chuyên gia cả. Nên thực sự thì Linh cũng xin chia sẻ một số cái thông tin về cái hạ tầng mà bên Linh cung cấp cho các doanh nghiệp để phát triển cloud. Thì như lúc nãy trong cái phần phát biểu thì Linh cũng có đề cập đến là có những cái trung tâm dữ liệu của VNPT có thể đáp ứng được cái hạ tầng tốt nhất cho việc phát triển cloud, đáp ứng cho những cái doanh nghiệp, những cái hosting provider
thể là đặt server rồi thuê các dùng riêng hoặc là thuê máy chủ v.v. thì ở trong cái data center của VNPT. Thì đối với VNPT, chúng tôi mong muốn là đem lại những cái gì đó thuận lợi nhất cho khách hàng và các doanh nghiệp đồng hành cùng VNPT. Thì với cái hạ tầng mạnh, băng thông lớn và những cái ứng dụng, những cái dịch vụ chúng tôi khai thác trên cái nền trên data center thì cũng sẽ là cái nền tảng rất tốt cho các đơn vị. Và khi các đơn vị yên tâm rằng là khi mà đặt hệ thống cho cái data center của VNPT thì chúng tôi đảm bảo tuyệt đối những cái an toàn về bảo mật dữ liệu, về các cái tiêu chuẩn giống như chúng tôi đạt được cái tiêu chuẩn Tier 3, tiêu chuẩn quốc tế, thì với cái tiêu chuẩn đó chúng tôi đạt được những cái chỉ tiêu về ví dụ như là thông gió, độ ẩm, rồi an toàn phòng cháy chữa cháy v.v. Thì như vậy là các doanh nghiệp rất là yên tâm khi đặt dữ liệu ở trong đây. Và bên cạnh đó thì cái đội ngũ nhân sự của VNPT khi mà triển khai các dịch vụ mà liên quan về Internet là một trong những cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai về Internet, thì cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc xử lý những cái truyền dẫn rồi Internet liên quan, nên hầu như là những cái phần mà sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp khi mà bảo vệ dữ liệu, thiết lập kết nối Internet rồi truyền dữ liệu cho doanh nghiệp. Đó là những cái gì mà chúng tôi mong muốn đem lại cái tốt nhất cho các doanh nghiệp ở đây. Và như vậy là cái vai trò của VNPT là rất là lớn trong cái câu chuyện là đáp ứng cho cái hạ tầng cloud. Xin mời anh Tốt ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Thực ra thì lâu nay chúng ta nghe khái niệm cloud, chúng ta thường hay hình dung đến những người làm phần cứng như anh Inasit, như cả bên làm phần cứng. Tuy nhiên tất cả những gì chúng ta đang sống trong xã hội hôm nay, đấy là chúng ta sống và sử dụng các dịch vụ trên nền tảng cloud. Nó bản thân là một cái từ rất dễ hiểu, là một nền tảng chia sẻ. Nếu như các em làm phần cứng thì các em nói về là tôi chia sẻ phần cứng cho nhiều người cùng sử dụng, ai có nhu cầu đến đâu sử dụng cái đấy. Tuy nhiên cái việc chuyển đổi từ phần cứng để chúng ta chuyển sang môi trường di động và chúng ta đang hình thành lên một khái niệm mới là nền kinh tế chia sẻ. Nó bản thân là một nền kinh tế gọi là nó cũng tương tự như cloud, nhưng nó là thiên về dịch vụ và thiên về việc là chia sẻ. Thì với cái làn sóng của cloud, nó giống như là một cái làn sóng của cuộc cách mạng tại tuần này. Và cùng một theo một cái khái niệm ở trong cái buổi chia sẻ của cloud này, nếu chúng ta lướt thông tin ấy thì chúng ta bị tai nạn thì chúng ta cũng rất khó rõ. Thì thông thường chúng ta phải liên kết lại với nhau để tạo thêm một nhiều cái thuyền nhỏ, nhiều cái thúng nhỏ, và liên kết lại chúng ta thêm một cái thúng lớn, chúng ta có thể khoan vào, chúng ta vượt qua được cái làn sóng này. Và cái xu hướng này chắc chắn là tất yếu, và hy vọng rằng là cái chia sẻ của ngày hôm nay tất cả quý vị, tất cả chúng ta cùng nhận thức được đấy, và chúng ta cùng hướng tới một cái tương lai là liên kết với nhau, hợp tác với nhau và cùng vượt qua cái làn sóng này để chúng ta tồn tại và phát triển. Xin mời bạn. Chào tất cả các anh chị và các bạn, tôi là bên công ty Global Cyber Shop Việt Nam. Thì Global Cyber Shop Việt Nam là công ty được thành lập tại Hoa Kỳ và hoạt động ở Việt Nam được khoảng 16 năm. Thì xuất phát điểm của Global Cyber Shop là làm cho các khách hàng nước ngoài. Thì tới nay thì Cyber Shop có hoạt động ở 18 quốc gia, và từ các cái kinh nghiệm từ làm ở thị trường nước ngoài thì Cyber Shop trong khoảng 10 năm trở lại đây là bắt đầu làm cho các cái doanh nghiệp và các dịch vụ trong nước, các cái dịch vụ về ERP. Và với cái xu thế hiện nay thì công ty bắt đầu thực hiện các dịch vụ và các cái giải pháp về IoT và Big Data. Thì không giống với anh chị ở đây thì đơn vị chúng tôi là đơn vị sử dụng dịch vụ cloud, và cùng với cái lực lượng khách hàng của công ty thì sẽ sử dụng dịch vụ cloud. Thì tôi cho rằng là tôi không có nghĩ rằng cloud là một cái gì đó nó phức tạp quá, nhiều khi nó sẽ là rào cản đối với cái lực lượng doanh nghiệp bên ngoài. Người ta nghe tới cloud thì cái gì là ghê gớm lắm. Tôi nghĩ rất đơn giản vậy thôi. Chắc chắn cloud nó sẽ giống như là tôi dùng cái hình thức ví von, giống như chúng ta sử dụng nước vậy thôi. Cách đây 50 năm thì mỗi nhà đều có cái giếng, nhưng bây giờ chúng ta không có khái niệm đó được. Chỉ việc đơn giản đăng ký cái là có nước xài, và chúng ta tính tiền theo cái lưu lượng chúng ta xài thôi. Thì tôi cho rằng cái cloud nó ghi như vậy, chúng ta đừng có làm cho nó trở thành một cái khái niệm hết sức là cầu kỳ và hết sức là bí hiểm đối với các doanh nghiệp bên ngoài, thì sẽ rất là khó khăn cho chúng ta kể. Xin cảm ơn. Xin mời đại diện của hai đại. Vâng,
thì anh em thì mẹ thì anh em thành lập từ 32 năm là hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực. Thì HANA Software là tập trung chính vào cung cấp các cái giải pháp phần mềm cho các tổ chức, đặc biệt mình đã trách nhiệm nhiều chính là về phát triển doanh nghiệp, phần mềm doanh nghiệp. Thì có một cái góc độ chia sẻ là rất nhiều doanh nghiệp hiện tại vẫn vướng vào cái suy nghĩ cũ là phải dữ liệu phải nằm trong nhà khóa cửa lại, thì đó là một cái trở ngại cho rất nhiều yếu tố. Thì về cloud thì mình luôn có cái tư vấn cho khách hàng là cái đầu tư và tất cả những cái đặc biệt khách hàng họ đang phải dành rất nhiều thời gian cho cái việc phát triển kinh doanh và tồn tại, thì chúng ta không có lý do gì chúng ta phải quan tâm tới cái chuyện server đặt ở đâu mà ứng dụng phần mềm và doanh nghiệp thì cũng đầu về cloud là một cái hướng đi mà ngày sau luôn thúc đẩy và chia sẻ với khách hàng những câu chuyện để làm sao họ hiểu được, là đặc biệt khách hàng Việt Nam hiểu được là khi sử dụng phần mềm và cái góc độ bảo mật tất cả mọi thứ. Thì ngày hôm nay thì đôi lúc câu chuyện chia sẻ về bản thân Microsoft được chia sẻ rất khó khăn. Thế thì hôm nay thì có một số khách hàng của Microsoft đến đây và có vẻ như là cái câu chuyện thuyết phục họ thế nào là cloud nó rất là đơn giản hơn. Thì có MIT, có Genesis và một số đơn vị khác, thì đó là cái xu thế tất yếu. Và góc độ thứ hai là về các cái hợp tác các bên, thì bản thân là chắc chắn là hàng xóm chỉ là một dịch vụ cung cấp dịch vụ đầu cuối, bản thân là về hạ tầng về tất cả mọi thứ thì chắc là không thể nắm rất rõ được và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chuyên môn. Mà luôn bản thân góc độ của mình luôn tin tưởng là nếu chúng ta nên tập trung vào cái chuyên môn nhất của từng doanh nghiệp và để cái phần chuyên môn còn lại để cho đơn vị khác và tập trung vào phát triển, và đó là cái cốt lõi của cái hợp tác. Chúng ta mình không thể làm tất cả được. Thế mà bản thân Microsoft thì cũng đang mong muốn là không phải chỉ một mình Microsoft cung cấp cái gì đầu cuối cho khách hàng doanh nghiệp, mà rất mong muốn kết hợp với các đơn vị phần mềm khác. Bản thân rất nhiều các bạn trẻ startup có cái ước mơ xây dựng ứng dụng cho doanh nghiệp hoặc là những ứng dụng trên cloud, thì bản thân Microsoft đang mong muốn xây dựng một platform có sẵn tất cả mọi thứ như thế về business model, business process. Và từ đấy thì các bạn start có thể trên cái nền tảng để phát triển, thì đó là cái kế hoạch cũng chưa thực sự là triển khai một cách rõ ràng, nhưng mà đó là một cái tầm nhìn trong vòng 2 năm tới. Thì bản thân là mình chia sẻ là mình đang phụ thuộc cái gì, mình muốn cung cấp tiếp cho những đơn vị khách hàng, những doanh nghiệp khác như thế nào. Xin cảm ơn Hanesop. Và có lẽ là Vinasys cũng phải giới thiệu một chút xíu để mọi người cùng nắm được Vinasys đang đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng Việt Nam. Với cái vai trò của Vinasys thì nãy tôi ngồi ở dưới đại học, anh có ngồi cạnh anh khách hàng, anh chỉ qua tôi, còn nếu mà anh có tiếng liệu thì họ cũng cười mà tỏ là tỏ vẫn. Thì anh đẩy cái trách nhiệm qua cho tôi. Đó thì chúng ta cũng thấy rõ ràng một cái điều là hiện nay chúng ta cần phải phân công lao động, cần phải hợp tác với nhau. Thì cái đó là cái lý do mà chúng ta ngồi ở đây. Thì cái vai trò của Vinasys thì có thể gọi nôm na là trên đe dưới búa. Nó có nghĩa là nếu mà anh hợp anh còn len là chúng tôi đó, thì chúng tôi lại phải còn len lại những cái đơn vị cung cấp ở dưới nữa. Đó là cái phần hạ tầng. Thì chúng tôi là cái phần là middle và về phần hệ thống đảm bảo được các cái ứng dụng cho nó linh hoạt, đảm bảo được cái độ an toàn của dữ liệu. Đó là vai trò của Vinasys. Còn tất cả những cái phần khác như là phần xây dựng nhà cửa data center kéo gì khác thì chắc chắn là Vinasys không có cái năng lực nào để làm tốt cái chuyện đó cả. Và kể cả câu chuyện là ở bên trên đó là phần mềm thì biết cái ứng dụng làm sao để cho tiện dụng cho khách hàng, các cái ứng dụng mà cụ thể hàng ngày ở Vinasys cũng không có mặt ở vai trò đó. Thì cái vai trò Vinasys là gì? Là chúng tôi cung cấp một cái hạ tầng, những cái giải pháp linh hoạt nhất
và là chi phí thấp nhất và kết hợp với những cái giải pháp mà như là đảm bảo an toàn dữ liệu cho những cái hệ thống cloud. Tôi hiểu rồi, như vậy là VNetSIS như anh Cường chia sẻ là cái đoạn cầm giữa và nó linh hoạt đó các anh chị ạ. Như vậy là xin các anh chị cho một anh Dũng Quân chặt khó tay ạ. Anh Ân là người đã khơi mào về cloud 8 và với một quy mô nó nhỏ thôi nhưng mà nó là cái nền tảng, cái nền tảng để mà cloud 8 đến ngày hôm nay được thật sự lớn mạnh và được nhiều người ủng hộ. Thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Duy Quốc Ân và toàn bộ team trong VNetSIS. Và cảm ơn các anh chị, tất cả các đơn vị đối tác đã đồng hành cùng Lan Lan. Chúng tôi sẽ có một cái tiết mục đặc biệt để mà cảm ơn